Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi cung đường mà hàng ngày mình hay đi làm nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ xuất phát từ phố Lý Thái Tổ. Đó, Lý Thái Tổ. Đó. Mình sẽ đi từ Lý Thái Tổ về Nguyễn Chí Thanh. Đang mình ở căn chung cư 91 Nguyễn Chí Thanh. Thì mình sẽ đi cung đường, có nhiều cung đường mà mình sẽ đi lắm. Thế nhưng mà cung đường mình sẽ đi là Lý Thái Tổ sẽ qua Lê Phụng Hiền này, Lê Phụng Hiểu. Đó, xong là rẽ sang Ngô Quyền. Xong là ngày xưa thì mình hay đi thẳng Ngô Quyền xong về Trần Hưng Đạo. Xong là rẽ ra Lê Duẩn. Rồi đi qua Khâm Thiên. Qua ô chợ, qua gì nhỉ, qua xã Đàn. Xong là lên Đế Lạt Thành. Rồi mình rẽ vào Nguyễn Chí Thanh. Hôm nay mình sẽ rẽ phải sang Tràng Tiền luôn. Đó, phố Tràng Tiền này đây, kem Tràng Tiền. Đó. Kem Tràng Tiền rất nổi tiếng, cả nước hầu như ai biết kem Tràng Tiền đúng không ạ? Đó. Mình sẽ rẽ sang Tràng Tiền này. Xong mình đâm thẳng Tràng Tiền. Mình đi ra đằng Trần Phú này. Xong mình đâm thẳng ra Kim Mã. Đâm thẳng ra Kim Mã xong mình rẽ Nguyễn Chí Thanh luôn. Thì cái đường này thì mình hôm nay là mình mới tìm, nói chung là mình mới biết được cách đây một tầm 2-3 hôm thôi, thấy nó nhanh hơn được một chút, với cả đi nó đỡ tắc hơn. Đi đỡ tắc hơn thì mình đi thôi. May thế nhỉ, may đi gặp tắc đèn xanh không phải chờ. Qua Tràng Tiền là đâm thẳng ra Tràng Hàng Khay, Hàng Khay đâm thẳng ra Tràng Thi. Đó, nói chung quãng đường là như vậy. Hôm nay mình đầu tiên định video mình review đường phố cơ. Khám phá phố phường, khám phá đường phố Việt Nam. Nhưng mà đây mình sẽ giới thiệu đây là cái cung đường mà hàng ngày mình hay đi làm luôn cho các bạn. May mắn kiểu gì mà review đúng không, cặp tan đèn đỏ à, đèn tan đèn xanh nhờ quên chịu. Thường thường này ca làm việc của mình sẽ từ sáng sớm cho đến tối mịt, nhưng hôm nay là mình được về sớm. Thường thường mình làm mình không làm thẳng mà mình sẽ làm ca gãy một kim à, chẳng khi sẽ ghi chẳng khi. Trên đường về của mình thấy có những cái địa điểm nào mà đặc biệt thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn. Gặp cái đèn đỏ rồi. Đường buổi tối đẹp đúng không ạ? Đường ban ngày
đi nó không được đẹp như trong buổi tối mà nó lại bụi bặm nhiều nữa. Còn có khi được buổi tối này cũng bụi nhưng mình không nhìn thấy đâu, nhưng mà thật sự đẹp. Hà Nội đẹp nhất về đêm. Đó, nhìn hết chẳng gì. Cái này là thợ nhuộm à? Bên này là thợ nhuộm. Bên này là thợ nhuộm. Mình đi thẳng nha các bạn nhá. Đi thẳng thì hết chẳng gì. Bên phải là hàng bông này, bên phải là hàng bông này. Sẽ đi thẳng. Đó. Đi thẳng Tràng Thi đâm ra Điện Biên Phủ các bạn nhé. Phố Duy Tân này. Phố này là phố Tàn Tây thôi. Con phố Tàn Tây sống. Giá cả đây đắt đỏ không ạ? Lần trước có một lần mình ăn một bát cơm rang ở trong cống Duy Tân này mà gần 100.000 bát, đâu là 85.000. Bát cơm rang trong cống Duy Tân 85.000 các bạn ạ. Mà chỉ bước ra ngoài vài bước thôi, đi sang bên mấy cái bên hàng bông hàng trước này là đi sang bên Hai Nước Anh, cả đi về xuôi ra hàng trống ăn bát bánh trắng trộn hàng trống thì cũng chỉ có 30.000, 20.000. Tay cầm máy quay rất nguy hiểm. Đến lúc nào mà có chỗ rẽ mà xin nhan không xin nhan gặp các anh chốt khá là rách điểm. Đó. Đây đi Điện Biên Phủ xong chuẩn bị mình rẽ trái nhá. Chuẩn bị mình rẽ trái sang bên Trần Phú. Đó, còn 22 giây nữa. Điện bảo còn 22 giây nữa. Viện thẩm mỹ, một viện thẩm mỹ mà mình không có tưởng là nhà hàng. Nhà hàng này còn nhỏ hơn là viện. Ai chuẩn bị rẽ trái đây, rẽ trái cho Điện Biên Phủ nhá. Nếu mà các bạn đi thẳng cái đường Điện Biên Phủ này đâm thẳng trực tiếp là Lăng Bác luôn. Nhưng mình rẽ trái sang cái đường Điện Biên Phủ này thì nó là đi về phía bên cạnh ở bên phải Lăng Bác. Sáng mai đường đi của mình thì cũng là đường mình cũng chọn đường này, thế nhưng mà khi đến cái chỗ đoạn đầu đường phủ kia thì là nó sẽ cái đường này nó sẽ đường một chiều đi thẳng lên thôi. Thì nếu mà mình đi làm thì ngược lại thì mình đến cái chỗ đầu đoạn Điện Biên Phủ kia thì mình sẽ không được đi thẳng Điện Biên Phủ nữa mà mình phải rẽ sang đằng bên kia là cái đường gì mình quên tên rồi. Bắt đầu đèn xanh, đèn đỏ. Làm rượu này. Đó. Vẫn đi thẳng chân đúng nhá. Đằng trước kia có một chốt thì phải. Mình phải dùng tay phải để vừa điều khiển, vừa bật xi nhan và vừa tắt xi nhan. Hơi nguy hiểm một chút. Nếu mà cái nội dung của mình làm mà nó hay, mà thích thì nếu mà lần sau mình đi quay mình sẽ phải nhờ một người cầm lái, còn mình ngồi đằng sau quay thôi. Không thể nguy hiểm như này được. Lái một tay cầm một tay nguy hiểm lắm. Đây là gì đây? Nói chung ở trên cái khu này toàn cơ quan chính phủ thôi. Xung quanh Lăng Bác mà. Xung quanh Lăng Bác toàn cơ quan chính phủ thôi. Cơ quan cơ yếu đầu não của Việt Nam. Cái này hết. Lăng chủ tịch, phủ chủ tịch. À, xong là cơ quan chính phủ. Đây, đường đằng trước này, đường bên cạnh đường Hùng Vương này.
thắt đường lại. Được rồi, thắt đường rồi, thắt đường rồi, thắt đường rồi. Nên đi bên nào đây, bên trái đi. Được rồi, bên phải sẽ là đường cụt. Mình thích đi đường bên trái hơn. Chết rồi, đường này nó tắc đường á. À không tắc, không tắc, chỉ chờ đèn đỏ thôi. Chờ đèn đỏ thôi, nhưng mà về này rồi hơi đông nên là tưởng là tắc không phải. Đó, đây này, buổi sáng mình đi là mình đến đây là mình không đi thẳng đâu, mình phải rẽ sang bên này. Rồi rẽ sang bên đấy là sẽ đi sát lăng đác hơn. Đây vẫn là Trần Phú các bạn nhá, đường này vẫn được Trần Phú kéo dài ra đến tận ngoài Kim Mã cơ. Thực chất mình muốn rất muốn làm một cái nội dung và đi hết các đường thành phố Hà Nội. Nếu có thể mình sẽ review các đường, các tuyến phố. Thời gian mình đem về cũng rảnh thôi, mình sẽ đi mình dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường review các bạn xem thôi. Chờ xe về. Ôi,
cái này. Xíp chưa xoẹ. Cái cổ kìa. Con chăn trời. Ôi con này nó xây lúc nào này. Giờ mới để ý này. Cái định chụp cùng chụp lần này có hai Vinfong ở đây. Vinfong bên Nga đi thẳng lên đằng xa xa trên kia là Vinfong Nguyễn Duy Thanh này. Vinfong bây giờ phát triển kinh thật. Tập đoàn Vingroup thực sự kinh khủng thật sự luôn. Đó, bây giờ này, về đây này, về đây nhá. Về Lotte này. Mình sẽ rẽ sang. Ôi, quả đèn đỏ lâu quá, đèn đỏ gần trăm giây. Hơn 80 giây này. Rồi này này, rồi xem. Đây nhá, về đến đây nhá. Về đến Lotte này. Đó, là nhà Lotte. Đến Lotte này. Đó. Về Lotte này mình sẽ rẽ phải sang Nguyễn Chí Thanh. Đó, mình vừa gặp một cái Vincom ở kia nhá, đây là cái tài trước mặt này. Đấy, cái tài có chữ TNR thôi kìa. Nó cũng là Vincom đấy. Lên hình đã bị chó xóa điện, xóa ánh đèn không bắt nét được. Để mà quay bằng cái máy Canon của mình cho cơ thì nó bắt nét được thì bắt nét, nhưng mà để mình không quay bằng máy Canon. Thấy quá, phút cuối của đèn xanh sang đèn vàng vẫn vượt được. Đó, đây này, à đây đây đây, có nét rồi. Đây cái tòa này này, là tòa Vincom này, kia là Vincom kìa. Đây là bên phòng Nguyễn Chí Thanh các bạn nha. Phòng Nguyễn Chí Thanh. Mình thì ở cái tòa đối diện, tòa tối tối kia đây. Mình không có tiền ở tòa này. Mình chỉ ở cái tòa này thôi. Giá thuê một căn ở trong này chắc là nó một căn hai ngủ. Căn 2 ngủ chắc nó phải rơi vào tầm 18, 19, 20 triệu.
sắp về nhà rồi. Đây, nhà mình ở trong thằng này. Hải cảng đi xuống rồi. 91 với 92. Sang đây không kịp bật xin nhan này, ở đây mà có chốt là thôi đã xích luôn. Nào, tắt cả lề, về đến nhà rồi. Bây giờ là mình sẽ đi xuống cái hầm xe. Đó. Đi xuống hầm. Thứ nhất mình qua cửa kia là mình sẽ phải đọc số phòng này, biển số xe thì mới lấy được vé xe. Cháu 29023399. Đi vé à? Không. Có vé 29023399. Đó. Đây cái vé đó. Vào hầm xe. Ở đây nói chung nhiều đại gia lắm, cũng nhiều ô tô lắm, nhưng mình phải để bên xe máy. Mình không có tiền. Giờ không có tiền để mua ô tô đây. Ok. Ôi cũng về nhà rồi. Mình kết thúc video ở đây thôi. Cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hãy bấm like, subscribe, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Không nhìn tay. Bye bye.